mình quan tâm đến mẫu xe cao cấp nhất của Terra là xe hai cầu 2.5V. Mình đang sử dụng chiếc xe XL. Mình quan tâm đến Terra, tâm mẫu xe Terra. Thực sự là mình cũng rất bất ngờ về những tính năng rất là nổi bật của dòng xe Terra, dòng xe mới của Nissan này. Mà thực sự là mình rất hài lòng về những cái tính năng của dòng xe này. Mới của các xe Terra thì mình thấy có những cái chức năng rất là tốt. Ví dụ như là ABS này, mình thấy là mình đã đi XL nhưng mà lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái tính năng ABS. Đó là lần đầu tiên. Và cái tính năng thứ hai là cái tính năng là xuống dốc. Đó là hai cái tính năng mình rất là thích. Và cái cam 360 độ mình rất là thích. Đó là hai cái, ba cái mình thích nhất ở dòng xe Terra này. Cái độ ngọt của cái xe mình đạp lên là rất ngọt. Và cái vô lăng nó rất là nhịp nhàng. Mẫu xe vừa lấy thử rất nhiều tính năng ưu việt, thấy cũng tuyệt vời nếu được sở hữu. Anh ok chưa? Được. Mình bắt đầu. Thật sự là lần đầu tiên mình lái xe mà không nhìn thấy bóng gì bên ngoài. Cho nên là mà có cái camera 360 này thì thật sự là rất tiện lợi. Và thấy là cái camera 360 rất là hữu ích. Hoàn toàn là khác biệt so với các dòng xe khác, rất tuyệt vời.